Đây là cây dảo gai lai nha. Búp còn nhỏ nè, búp rụp luôn ha. Đây nè, anh nở ra hoa nè, đây chán luôn hết chưa. Đây dảo Thái Lan nha, đây nụ chán chán không. Dảo gai lai anh nở ra hoa nè, đây chán luôn hết chưa. Đây dảo Thái Lan nha, đây nụ chán chán không. Dảo gai lai nha, dảo gai lai. Như là lá có gai nè. Ở trên mạng thấy người ta gọi là dảo Thái Lan nha. Này. Nó là dảo gai thôi. Lá có gai nè. Rất là thơm á, hoa rất là thơm luôn. Là cây giống này thì có khoảng chừng 100 cây ha, không có nhiều. Là hàng đô ha, ghép một năm mà rất cực kỳ nhanh lớn luôn ha. Này có một cây lớn ở chỗ hoa nè.
này nó bị sâu rồi. Búp của nó này chắc là dày nút ha, nút này dày dày không. Nhà xin chào mọi người, chúc mọi người một ngày tốt lành á. Đây, dảo Thái Lan hoặc là dảo Gai Lai đây. Đây, nếu mà có điều kiện mình sẽ làm nhiều video á, video quay các tour nhanh tour chậm về cái hoa nó nở như thế nào cho mọi người cùng xem á. Xin chào mọi người.